Trong tập trước của Skibidi Titan Hắc Ám, các phiêu trợ Titan đã ra ngoài không gian và cứu giúp những hành tinh đang gặp nạn. Tuy nhiên, lòng tốt của họ đã bị một kẻ lợi dụng. Hắn đã gây ra sự hiểu lầm khiến cho những phiêu trợ Titan của chúng ta giết hại những Titan tốt khác. Và kết quả họ biết được điều này nên đã cho hắn một bài học. Kể từ đó, họ rút kinh nghiệm cẩn thận hơn trong việc giúp đỡ người khác. Cuối cùng, chúng ta xuyên không cũng đã tới. Đây là thế giới hiện tại, tức là quá khứ của chúng ta hay sao? Chết tiệt, rốt cuộc nơi này có chuyện gì mà đã gửi tín hiệu cầu cứu tới tương lai của chúng ta chứ? Có khi nào ở thế giới hiện tại này, những Skibidi Titan đang gặp nạn hay không? Có khi nào họ phải đối đầu với một thứ quái vật kinh khủng nào đó nên gửi tín hiệu tới tương lai để cầu cứu chúng ta? Thôi, không đón già đón non nữa, mau nhanh chóng chia ra đi tìm đi. Đằng kia kìa cái cầu, có những sinh vật gặp nạn, mau tới đó xem thử đi. Chết tiệt, là những Skibidi Man, Speaker Man, TV Man, Camera Man. Họ bị gì thế này? Kẻ nào ra tay tàn độc vậy? Không lẽ chúa tể của họ không bảo vệ họ hay sao? Mẹ kiếp, không lẽ chính họ gửi tín hiệu cầu cứu cho chúng ta? Hả? Nhìn kìa, có một người vẫn còn sống. Này, rốt cuộc các ngươi gặp chuyện gì vậy? Đừng giết chúng tôi là thuộc hạ của mấy người mà. Đừng. Này, là sao chứ? Chết tiệt, không lẽ chính chúa tể bọn chúng là những Skibidi Titan giống như hình dáng chúng ta đã giết bọn chúng? Tôi cũng nghĩ như cậu đó, nhưng tại sao bọn chúng lại làm như vậy chứ? Này, bà thật khốn kiếp, cuối cùng bọn ta cũng tìm thấy các ngươi. Hả? Lũ độc ác giúp giết chết thuộc hạ của mình, các ngươi rốt cuộc muốn điều gì? Chết tiệt, sao bọn chúng giống chúng ta vậy? Bọn ta là những phiêu trợ Titan, bọn ta xuyên không tới đây để giúp đỡ thế giới này. Còn các ngươi chắc có lẽ mới chính là những kẻ hung thủ định ngậm máu phun người à? Cái gì? Phiêu trợ Titan à? Bọn ta chưa bao giờ từng nghe. Các ngươi định giả danh để trốn tội à? Lần này các ngươi sẽ không thoát được tay bọn ta đâu. Bọn ta sẽ bắt các ngươi chịu trách nhiệm về việc làm xấu xa của mình. Bà tình chết tiệt này, các ngươi cứ liên tục gán tội bọn ta phá hủy thế giới này. Không lẽ chính các ngươi mới là những kẻ xấu xa đó? Các ngươi định chúc tất cả tội lỗi lên đầu bọn ta à? Vậy thì bọn ta không khách sáo nữa, cho bọn chúng một bài học nào các cậu. Mẹ kiếp, bà tình khốn này, các ngươi dám làm không dám nhận à? Chết tiệt, các ngươi định xóa dấu vết tiêu diệt luôn chúng ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Những tài tình đến từ quá khứ chúng ta đây sẽ cho các ngươi thấy được sức mạnh của chúng ta là như thế nào. Kết thúc bọn chúng đi các cậu, rồi chúng ta sẽ thay thế bọn chúng xây dựng lại thế giới này. Mẹ kiếp, bọn ta nói rồi, bọn ta không phải là những tài tình ở thế giới hiện tại này. Bọn ta là những phiêu trợ tài tình đến từ tương lai. Bọn ta nhận tín hiệu cầu cứu và xuyên không tới đây để giúp đỡ thế giới này. Bọn ta không phải là hung thủ, chính các ngươi mới là những kẻ gây ra cuộc thảm sát này và định đổ tất cả lên đầu bọn ta. Không kịp, bọn ta cũng đã nhận được tín hiệu cầu cứu xuyên tới quá khứ, bọn ta mới xuyên không tới thế giới hiện tại này. Các ngươi mới chính là những kẻ hung thủ đó. Cái gì? Các ngươi là những tay tình quá khứ đến thế giới hiện tại này để giúp đỡ à? Chết tiệt, vậy thì hiểu lầm rồi, tất cả mau dừng lại đi. Đúng vậy, bọn ta là những chiến binh tài tình bảo vệ đa vũ trụ trong thế giới quá khứ. Bọn ta nhận được tín hiệu cầu cứu ở thế giới hiện tại này và nhanh chóng xuyên không tới đây. Bọn ta bắt gặp rất nhiều Skibidi Man đã bị thương rất nặng. Bọn chúng nói với bọn ta chính chúa tể của bọn chúng đã giết bọn chúng. Thế là bọn ta đi khắp nơi và phát hiện ra các ngươi. Thì ra là như vậy, bọn ta cũng giống như các ngươi, nhưng có điều bọn ta lại đến từ thế giới tương lai. Không lẽ thế giới hiện tại này đang bị chính những tay tình lúc bấy giờ phá hủy hay sao? Thôi, đừng đón già đón non nữa. Các ngươi mau chia ra một hướng, bọn ta một hướng, đi khắp thế giới này tìm kiếm bọn chúng, hỏi cho ra lẽ. Tại sao chúng tôi là con cháu của các ngươi, phục vụ cho các ngươi, các
người lại giết sạch chúng tôi. Bởi vì lũ vô dụng chúng mày mà bọn tao suốt ngày phải đối đầu với những quái vật để bảo vệ chúng mày. Chỉ còn cách tiêu diệt hết những thứ rác rưởi bọn mày, bọn tao mới có thể rảnh rỗi. Bọn tao sẽ phá hủy luôn cái hành tinh này, hút lõi năng lượng từ hành tinh này để có thể tiến hóa bản thân, trở thành những thực thể Skibidi Titan mạnh mẽ, rồi tiến ra đa vũ trụ, thâu tóm cái dãy ngân hà này. Hả? Nhìn kia cái cầu, đằng kia có những Titan to lớn kìa. Có lẽ chính bọn chúng là hung thủ. Mẹ kiếp, bọn chúng là những kẻ nào vậy? Sao bọn chúng biết nơi này có chuyện mà tới chứ? Cuối cùng, họ đang tới. Bọn tôi bị lũ thủ lĩnh chúa tể các người giết hại. Địch đã lấy gửi tín hiệu ra toàn vũ trụ, thậm chí còn gửi tới tương lai và quá khứ. Cuối cùng cũng có người tới giúp rồi. Hả? Cái gì? Cái lũ khốn kiếp rác rưởi đây? Thì ra ba tên khốn kiếp này chính là những tai tình hiện tại của thế giới này. Nhưng tại sao các ngươi lại hành động độc ác, còn định phá hủy hành tinh này nữa? Nếu làm như vậy, các ngươi có biết tương lai bọn ta sẽ không xuất hiện hay không? Thì ra là những kẻ cũng giống như bọn ta trước đây, tự cho mình là những chiến binh bảo vệ lý hành tinh. Nhưng bọn ta đã thức tỉnh và thay đổi so với các ngươi. Bọn ta chán ngẫm cái công việc đó rồi. Vì bảo vệ cái hành tinh khốn kiếp này, bọn ta suốt ngày phải chiến đấu, không có khi nào được nghỉ ngơi. Còn cái lũ thuộc hạ của bọn ta, bọn chúng đúng là lũ vô dụng. Thay vì bảo vệ bọn chúng, bọn ta sẽ giết sạch bọn chúng, ăn thịt bọn chúng và phá hủy luôn cái hành tinh này, hút lấy năng lượng của loại hành tinh này. Bọn ta sẽ biến thành những siêu thực thể Skibidi tái thành siêu cấp. Lúc đó chẳng có thứ gì có thể đụng tới bọn ta được nữa. Chết đi, cái lũ biến chất này, các người đã thay đổi hoàn toàn rồi. Các cậu đừng khách sáo bọn chúng nữa, ra tay tiêu diệt bọn chúng luôn đi. Chết tiệt, những đồng đội của ta. Ô kim, ba tên chết tiệt này. Ta không muốn chết ở đây đâu, ta phải biến thành thực thể siêu cấp tai tên. Mẹ kiếp, hắn chạy rồi kìa, mau đuổi theo. Mình sẽ chạy vào hang động, nơi đó bí mật, không kẻ nào sẽ tìm thấy mình. Đứng lại, tên tai tần cameraman hiện tại khố kiếp kia, người đừng hòng chạy thoát. Lũ quái gì nào nữa đây? Bọn họ là những tai tần đến từ quá khứ, còn chúng ta là những tai tần đến từ tương lai. Không, các người không có quyền xen vào thế giới hiện tại của ta. Mau cút về thế giới tương lai và quá khứ của các người đi. Nếu bọn ta không xen vào chuyện này, có thể thế giới quá khứ của bọn ta sẽ tồn tại, nhưng thế giới hiện tại của người sẽ biến mất và tương lai sẽ không bao giờ xuất hiện. Đúng vậy, ba tên tai tần khốn kiếp các ngươi đáng lẽ phải là những tai tần anh hùng bảo vệ thế giới hiện tại này để trở thành một mắt xích vô cùng quan trọng nhất. Thế mà các ngươi lại biến chất, các ngươi lại muốn trở nên mạnh mẽ hơn và muốn chối bỏ trách nhiệm của mình để phá hoại mắt xích quan trọng này. Bọn ta không thể nào đứng nhìn được. Đây cũng là chuyện của bọn ta. Đến lúc rồi, bọn ta sẽ kết thúc các ngươi và thay đổi thế giới hiện tại này sang một trang mới. Mẹ kim, nếu các ngươi giết ta, ta sẽ phá hủy luôn hành tinh này để các ngươi cùng chết chung. Chết tiệt, các cậu mau tiến lên. Này, những vương trời tái tình, mau giúp chúng tôi. Hạ hắn nhanh đi, đừng cho hắn làm bậy ở cái hành tinh này. Chúng tôi biết rồi. Chúng tôi đang cố gắng hết sức đây. Thứ chết tiệt này, người không xứng đáng tồn tại trên đời này đâu. Rồi sẽ có những tai tình thay thế các người, phục hưng thế giới hiện tại này. Chịu chết đi. Mẹ kia, lũ bẩn thiểu. Các người ý đông ăn hiếp một mình ta. Ta có chết, ta không nguyền rủa các người. Nguyền rủa các người sẽ bị chính đồng đội của mình căn xe chém giết lẫn nhau, rồi các ngươi sẽ trở nên điên loạn. Thế giới quá khứ và tương lai của các ngươi sẽ bị hủy hoại trong tay của các ngươi. Không. Hay lắm tất cả các cậu, hay lắm những tai tình đến từ quá khứ. Được rồi, có lẽ thế giới này
cần chúng ta phục hưng. Chúng ta cần phải đi tìm những Skibidi Men tốt bụng và giúp cho bọn chúng biến thành những Titan, để bọn chúng có thể là những chủ thể mới của thế giới hiện tại này.